Hai chào anh em vào xin lớp mình từ lũ N98 rất vui quay trở lại các bạn trong video canh 20:09 ngày hôm nay. Hôm nay sẽ canh một thử thách mới các bạn nha. Sau khi đánh bại được Grouch và Tai Smile thì mình sẽ thử thách với hạng 3 Kim Chi. Thú thật nếu như thắng Kim Chi thì coi như mình hạng 1 luôn, méo mà hạng 3 đó. Tay nào vừa mới đấm mình rồi. Thường thì chúng ta sẽ cần chờ đâu đấy khoảng 30 giây thì tận 1 phút mới loát xong được cái trạng thái chờ của chế độ đấu trường này. Đây, qua rất nhiều bản cập nhật rồi nhưng mà mình cũng không biết tại sao nó hay lỗi á. Đại ý là phải chờ khá là lâu. Thành ra 20:59. Nếu như các bạn có muốn canh thì nhớ là đánh trước đâu đó tầm khoảng 1 phút nhá. Chậm hơn là các bạn sẽ bị u chờ đấy. Và thường thì cũng chỉ canh được 1 trận thôi. Nào, loát đi. Sau khoảng 3 đến 4 ngày trải nghiệm vị trí ca phẩy thay thế cho Omi Adugo thì mình cũng đã sắp xếp được nó ở vị trí làm sao cho là thích hợp nhất, đồ đạc các thứ sao cho là tối ưu nhất dưới cái con mắt nhìn của mình. Đấy, các bạn hãy cùng xem nhé. Rồi nãy mình có xem một trận đánh với Tai Smile phê loi luôn. Đấy, mọi thứ nó ăn khớp với nhau theo gọi là không thể gọi là tuyệt vời hơn được. Có điều sát thương của bên Kim Chi kinh quá. Lượt thứ nhất mà họ đã bào thanh máu của Benny Maru bên mình phải nói là giảm tụt dốc luôn. Kinh thật, 3 tầng giấm sét ở lượt thứ nhất của Benny Maru đã bị cào. Khả năng là chỉ đến lượt thứ hai là bên mình kích hoạt chuyển hóa công thủ. Đây là sự đáp trả của phe ta. Với sự sắp xếp như thế này thì ca phẩy sẽ luôn được ưu tiên là võ sĩ được Lin Li Ken nó búp chứ không phải là Kyo. Ok, lượt thứ nhất bên đội bạn rõ ràng đang lợi thế hơn. Bên mình thì con sát thương hàng trên là whip gần như là không được tung chiêu. Đấy, biết ngay kích hoạt chuyển là công thủ mà. Phe bạn thì chắc sẽ phải lượt 4. Đội bạn đang có sự khởi động tốt hơn hẳn so với bên phe ta. Lực chiến hai bên thật ra chênh lệch nhau không nhiều đâu. Rồi, một pha tuyệt kỹ của Whip Boop cho tá lả đồng minh. Có được nộ khí. Một pha sát thương phải nói là trên cái tuyệt vời của Benny Maru phe mình. Rồi, buộc đội bạn cũng phải kích hoạt chuyển hóa công thủ ở ngay lượt thứ hai, chính xác là cuối lượt thứ hai. Thành ra lợi thế về hơn uy lực hay là chuyển hóa công thủ bên đội bạn gần như là đã được xóa bỏ hoàn toàn. Một pha thi đấu phải nói rất tốt tới từ sự hỗ trợ của toàn bộ các võ sĩ phe ta. Cứ con nọ nó búp con kia các bạn thành một cái chuỗi nhá. Ai là tung tuyệt kỹ nhìn nó no kick không thể hơn được. Rồi, phản ám của Benny Maru cũng đang phát huy tác dụng khá tốt. Đây là ấn ký tứ hồn bên mình. Mình đã phân vân là có nên đưa cái hồn lực lâm đông lạnh cho ca phẩy hay không, nhưng cuối cùng thì mình thấy rằng Midic nó vẫn tuyệt vời hơn các bạn. Số lần tung chiều của nó có thể ít hơn nhưng mà những cú chém của nó thì chất lượng hơn cực kỳ nhiều. Rồi, thiếu một chút sát thương bên đội bạn cũng phản ám tốt quá. Nếu không lượt này mà mình có sự phục vụ của Whip và Liniken nữa thì chắc chắn là đội bạn sẽ bay hàng trước ít nhất là phải 2 con ấy. Athena mà phải mất một mạng, Benny Maru thì cũng mất vô số lần vị trí tử. Rồi, Benny bên mình rời sân mà không có hồi sinh của hồn cừu. Trận đấu này khả năng là mình sẽ thua rồi. Tạm thời là mất lợi thế quá lớn rồi.
mất đi Benimaru là mid X gặp nguy hiểm hơn rất nhiều. Chứ hàng trên thì nó cũng không ảnh hưởng đáng kể đâu, chủ yếu là hàng sau mid X nó yếu đi nhiều ạ. Đấy, các bạn tưởng tượng như whip từ đầu mới được tung chiêu như thế này thì đội bạn nát như tương luôn ấy. Đó, tung chiêu. À, đội bạn cũng đã mất đi một người trong đội hình chính rồi. Ai nhỉ? Kula. Không biết phải Kula không nhớ. Chắc là không. Ca phẩy à? Ca phẩy làm sao chết nhanh thì được? Bên mình hoàn toàn không có cái gọi là gì nhỉ? Bên mình không có cái gọi là Orochi Power cổng 8 liềm đoạt mệnh các bạn. Why họ tiếp tục tiêu diệt được whip bên mình. Lượng sát thương kinh khủng tới từ bên phe bạn. Ngay cả còn chung trận đấu này whip bên mình đánh dưới sức quá. Không chỉ phòng thủ yếu mà ngay cả số lần tung tuyệt kỹ của nó cũng rất hạn chế. Được cái là mid X còn gọi là đánh đúng lực đấy. Còn hội khác là yếu trông thấy luôn. À Mai các bạn ạ, đội bạn dùng Mai, vãi cả Mai. Bây giờ mới gặp được một mạng của Athena. Hơi muộn màng một chút. Pha này đen, bên mình bị họ phản ám mấy phát liền. Mid X bên mình khống chế thành công võ sĩ bên phe bạn nhờ hiệu ứng mê hoặc thì đội bạn lại phản ám lại. Thành ra hai con hàng trên bên mình lại dính ngược ám lại. Liliken thì không còn búp nộ được, còn Whip thì đứng nhìn luôn. Cay thật. Thôi thua. Để xem mà có sự thay đổi gì về thứ hạng không thôi. Đó, xuống hạng 7 ông nào thịt mình ấy. Thằng Berrot là mày, thằng Ophel đấm kinh vãi. Thoát ra xem hạng mấy nhá, vào đánh lại. Kỳ vào. Tôi chẳng ba võ đài này. Mẹ ơi, thằng Berrot láo thật. Trận này đèn thế, đèn nhỏ quá kìa ra. Thằng Berrot có vẹo đấy gì đâu, in đang đánh nhau với Kim Chi. Lực chiến là xem nhau rồi các bạn. Ê tức nhỉ, hai con gì nhà em nhỏ vãi. Mình tin tưởng là nó hơi đen một chút thôi, chứ thật ra thì tỷ lệ thắng bên mình so với Kim Chi thì vẫn là thấp hơn hẳn. Đội 6 võ sĩ bên đội bạn thì các bạn cứ chê con Mai nhưng mà nó còn ngon hơn con Kyo bên mình. Đấy là cái rõ rệt. Còn các vị trí còn lại thì na ná như nhau. Đồ chắc là mình kém đội bạn, mình chưa có một, không có bất kỳ một cái liềm nào cả. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể thua kiểu chóng vánh như vừa rồi. À đội bạn có hai con là con Athena và con Mai và con Omerugo là khá là đần ý, nhưng khả năng là đồ ngon hơn bên mình. Ngon hơn thì phải có tỷ lệ. Ấy, whip đàm to lắm. Không hiểu whip hàng trên mà đàm kiểu gì. Phát lao nó cũng cắn được vào Benimaru bên mình và nói là tụt cả một thanh máu đầy luôn. Oanh cho bật biện chí tử cơ mà. Rồi, có vẻ nhẹ nhàng hơn so với trận đấu lúc nãy rồi. Và bên mình cũng được tung chiêu nhiều hơn. Lại phản ám. Ê, thằng Benimaru đội bạn nó phản ám hay thật luôn. Đây không phải lần đầu tiên. Ấy, giải hiệu ứng cho nó toàn bộ ấy chứ. Nhưng mà nó phản ám lại hết luôn. Ê, khó chịu vô cùng. Không mà whip mình nó được thả dê, nó tung tuyệt kỹ hai phát, nó giải hiệu ứng cho Benimaru, XYZ vân lên thì thật. Không sao đó, lượt một thôi. Rồi, suýt nữa thì chuyển hóa công thủ ở lượt 2. Bên mình không chuyển hóa được thì sát thương nó cũng giảm đi, nên đội bạn cũng không kích hoạt được chuyển hóa công thủ đâu.
Ảo Milik đừng chém vào Benny Maru. Đấm vào Athena là ngon nhất. Ờ không thì whip cũng được. Ê. Một đường lam bão tố khá đen khi mà không được kích hoạt. Whip bên mình đang cầm hồn lực lam bão tố đấy. Rồi, chắc chắn là có quyền nói công thủ rồi. Và phe bạn cũng sẽ thế thôi. Nó chỉ là muộn hơn một chút thôi đấy. Why? Ấn ký tứ hồn nó cắn chết luôn được cả con Lilliken. Ảo ma thật sự. Đánh vào whip thì không bao giờ tiêu diệt đâu các bạn. Đánh vào whip với cả Benny Maru thì không bao giờ tiêu diệt ở đâu. Eo, anh trúng vào Lindiken. Chơi game nhọ thật. Rồi, quá nhiều miệng trí tử của whip bị bào mất. Nào, tới lượt Feta phản công. Mất đi Lilliken thì phòng thủ yếu đi một chút thôi, nhưng tấn công thì vẫn gần như không ảnh hưởng gì nhiều. Đúng rồi. Đặt chém vào Benny Maru là chán nhất rồi. Rồi, ui, họ phản kích gọi là hợp lý ấy. Vừa đúng lúc bị định. Con whip của tay Kim Chi không biết ăn cái gì khỏe lắm các bạn ạ. Đam phải nói là siêu to luôn. Khó chơi thật. Đồ bạn đam to quá thật thề. Cắn thấm mai mà đen luôn, trận chân này lại bị ấn ký tứ hồn nó dí. Chơi game nhọ vãi cả da. Thề. Đã thế mình sẽ có một sự thay đổi nhỏ nhỏ ấy. Cho ca phải cầm đông lạnh đi. Whip sẽ cầm sói đây, cho nó dễ giải hiệu ứng. Midic cầm phong ấn à? Không, chơi Midic chơi gì phong ấn. Midic thì mình sẽ cho cầm, đã có khá nhiều sự lựa chọn. Mình sẽ cho cầm Storm nhé. Chém nó được nhiều lần. Rồi. Ê. Xem đen mãi không. Không, nó phải là như này. Vì con Midic chém xong bên mình tao lại không chế. Ờ nhưng mà mình cho như này Mỹ vậy càng chém nhiều lần hơn nhỉ. Ê, khó phết. Thôi kệ, cứ phải test loạn lên. Số lần gây sát thương của ca phẩy nó, nếu như mà đồng minh mà được tung chiêu nhiều ấy, là ca phẩy nó cũng được tung chiêu liên tục đấy. Hồi đen trận trước hai trận whip đều không làm ăn được gì. Rồi vào trận.
kinh. Lượt 1 cắn 3 tầng sấm sét của Benny Maru bên mình. Láo thật. Rồi, Medic ở này chém khôn rồi đấy. Anh em sẽ giải hiệu ứng hết thôi. Đây là cú đấm thứ hai của ca phẩy. Còn nữa cơ. Đây là cú đấm thứ hai của Medic. Đây là chưa kích hoạt được bão tố đấy. Hay quá. Linikin sẽ lại búp cho ca phẩy. Hay là Kyo. Kyo rồi. Ấy, con nào ít máu, ít nộ hơn là nó búp mà. Thôi thế cũng được, lượt một thế thôi. Hai bên coi như là vừa có một màn trao đổi chiêu thức. Hy vọng rằng lượt này mình sẽ đánh bật được chuyển hóa công thủ của đối phương. Như thế là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mày này. Lại phản ám. Uầy. Ảo ma thế nhở. Vừa rồi là đòn Orochi Power cổng 8 ấy các bạn. Nó ăn được Orochi Power. Thảo nào bên mình toàn mất người một cách gọi là không rõ lý do. Hóa ra đội bạn có Orochi cổng 8 thì nó chơi được thật. Với hồ được 5 đông lạnh trên chân thì ca phẩy cú dứt điểm nào nó cũng đầy bạo lực. Rồi bây giờ đôi bạn mới chuyển hóa công thủ à? Mình tưởng họ chuyển hóa từ lượt trước rồi. Điêu vãi. Này thì khiên này. Đấm xuyên khiên luôn. Này thì khiên này. Cố lên. Gần chết con. Con whip bên đội bạn rồi đấy. Tiêu diệt được whip và tỷ lệ thắng cũng rất cao luôn. Đội bạn lấy đôm đó mắt đi. Đùa đâu. Bên mình sát thương không tồi đâu. Ui. Nhưng mà bị ẩn thân hết rồi. Ê, cá phẩy ẩn thân cũng dễ dàng quá. Lượt này khả năng là Benny Maru tèo. Áo được, có chung mất đội bộ đoạn thịt với con Linlike lên mình. Thua người áo áp gì được. Orochi cổng 8, kinh sợ thật đấy. Được rồi, whip bên mình khả năng cũng là. Đội bạn có hai cái liềm đoạt bệnh mà. Vừa của Orochi Power, vừa của Adquimption Lục Môn. Chói. Mày có phán không thì bảo. Chém một phát cạn cây máu của Benny Maru ngay. Easy. Đấy. Đánh trúng người là Athena tèo đấy. Đợt này mình đánh ngon đi chứ. Tèo Benny Maru rồi. May đợt này là mình còn không chế được Adquimption này. Không mình còn nát như tương. Ê thế. Ác thật. Hồi áo làm gì được. Chịu thua. Hạng 3 hạng cùng lắm hạng 4 rồi các bạn. Không chưa quánh lên hạng trên nào.